chữa hôi miệng đơn giản chỉ với những nguyên liệu tại nhà. Hôi miệng do nhiều nguyên nhân gây nên, trong đó ít nhiều cũng do thói quen vệ sinh của mỗi người. Để cải thiện tình trạng hôi miệng, các bạn có thể áp dụng các biện pháp trị hôi miệng tại nhà nhờ các nguyên liệu thiên nhiên dưới đây. 1. Rượu cau, cách chữa hôi miệng từ xa xưa truyền lại. Cách chữa hôi miệng tại nhà bằng hạt cau làm chắc răng thơm miệng. Theo thời gian, mảng bám trên bề mặt và cổ răng sẽ gây mùi hôi khó chịu. Sau thời gian vi khuẩn tích tụ, vì vậy nếu mảng bám không được xử lý có thể làm trầm trọng hơn mức độ hôi miệng. Rượu cao là cách chữa hôi miệng được lưu truyền nhiều đời nay nhờ tính chát và sát khuẩn. Qua thời gian đây vẫn là giải pháp trị hôi miệng hiệu quả nhanh. Thực hiện chế biến rượu cao dùng xúc miệng hàng ngày đơn giản như sau: dùng 25 đến 30 hạt cao khô đem ngâm với 1,5 lít rượu trắng, thời gian ủ tù 15 đến 20 ngày có thể đem ra sử dụng. Giã hạt cao tươi trộn với muối tinh, đắp vào chân răng bị viêm là cách chữa hôi miệng do sâu răng 2. Cách chữa hôi miệng bằng mật ong dễ sử dụng Trong mật ong có chứa hydroscopic có tác dụng ức chế và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây hôi miệng Không những thế mật ong còn tạo điều kiện cho vi khuẩn tốt phát triển hỗ trợ kháng lại các vi khuẩn xấu Vì vậy, mật ong là cách chữa hôi miệng được các chị em áp dụng phổ biến nhất thực hiện, sau đó xúc miệng và chải lại răng thật kỹ, để tránh đường trên mật ong bám lại gây các bệnh lý răng miệng khác không mong muốn, hoặc pha một thìa mật ong với một thìa bột quế hòa với một cốc nước ấm rồi dùng ngậm, hoặc xúc miệng hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối. 3. Cách chữa hôi miệng tại nhà bằng muối biển. Muối là khoáng chất tăng cường sức khỏe cho nướu, cách trị hôi miệng tận gốc. Muối là khoáng chất rất tốt cho cơ thể, đặc biệt có lợi cho nướu và giúp răng chắc khỏe hơn. Trong kem đánh răng có chứa nhiều ion muối, các tinh thể này có thể lấy đi mảng bám vàng, vết ô do lắng động huyết thanh. Thực hiện, chỉ cần pha muối với nước, lưu ý là nồng độ muối là chỉ ở khoảng 0,8 đến 1%, để ngậm trong miệng hàng ngày là có thể khử mùi cho răng miệng hiệu quả. Muối được xem là cách chữa hôi miệng dân gian xuất hiện trước khi có kem đánh răng, tuy nhiên có thể gây dị ứng nếu lạm dụng cách trị hôi miệng này. Đánh răng bằng muối, tinh thể muối sẽ làm cọ sát và làm sạch bề mặt răng giúp hơi thở thơm tho hơn. Đồng thời tính kháng khuẩn của muối sẽ giúp răng được bảo vệ toàn diện. 4. Cách chữa hôi miệng bằng lá ổi hiệu quả nhanh. Lá ổi là loại nguyên liệu tự nhiên lành tính và có bán rất nhiều tại các chợ cóc. Trong lá ổi có chứa nhiều các hoạt chất giúp chống hôi miệng như tannin, oxalic và các bệnh lý về răng miệng khác. Thực hiện dùng 3 lá ổi non đã rửa sạch và nhai trực tiếp trong 5 phút và chú ý không nuốt tinh dầu chảy ra từ lá ổi. Sau đó xúc miệng lại với nước ấm có pha thêm chút muối. Dùng một nắm lá ổi đun sôi với nước có cho thêm chút muối. Sau đó chất lấy nước và dùng nước này xúc miệng hàng ngày sau khi đánh răng ít nhất 2 lần trên ngày. 5. Bài thuốc trị bệnh hôi miệng bằng dầu dừa tại nhà. Dầu dừa chứa nhiều các chất kháng khuẩn như axit lauric, capric, caprylic. Ngoài việc làm đẹp, chống lão hóa da còn giúp ngăn ngừa hôi miệng rất tốt. Chị em có thể yên tâm về mức độ an toàn và tính công hiệu với cách chữa bệnh hôi miệng từ dầu dừa. Thực hiện, chuẩn bị một ít dung dịch dầu dừa rồi dùng bàn chải đã vệ sinh sạch, nhúng dầu dừa rồi chải kỹ càng khắp các mặt răng khe răng và nướu trong 5 phút rồi xúc miệng lại với nước sạch. Sử dụng vỏ chanh, bưởi, thay bàn chải cũng là một ý tưởng hay. Xúc miệng bằng dầu dừa sẽ giúp tăng gấp đôi hiệu quả, do dầu dừa tiếp cận được toàn bộ răng với cường độ mạnh. Pha 1-2 muỗng dầu dừa vào một cốc nước muối đã pha loãng, rồi dùng xúc miệng mỗi buổi sáng. Thực hiện liên tục và đều đặn để kết quả tốt hơn. 6. Tinh ý với cách chữa hôi miệng từ nước vo gạo. Trong nước vo gạo chưa các thành phần cám có công dụng làm sạch men răng, giảm mảng bám nguyên nhân hàng đầu bị hôi miệng. Thực hiện, sử dụng nước vo gạo để xúc miệng hoặc chảy răng mỗi ngày vào buổi sáng và tối. Lưu ý nước vo gạo cần được bảo quản kín trong tủ lạnh và chỉ nên sử dụng trong vòng dưới 12 tiếng.